Đây là bài 15 trong loạt bài tiếng Trung giao tiếp sơ cấp của hội quán Tam Thế. Hãy nghe phần hội thoại và giải thích từ mới trước khi học phần này. Hãy nghe từ cuối tuần. Châu mùa. Châu mùa. Châu. Châu. Mùa. Mùa. Châu mùa. Châu mùa. Hãy nói rảnh rỗi. Yǒu kùng. Yǒu kùng. Cuối tuần bạn rảnh không? Châu mùa ní yǒu kùng ma? Châu mùa ní yǒu kùng ma? Có thời gian. Yǒu shí jiān. Cuối tuần bạn có thời gian không? Châu mùa ní yǒu shí jiān ma? Châu mùa ní yǒu shí jiān ma? Có việc gì? Yǒu shí me shì? Yǒu yǒu shì ma? Yǒu yǒu shí me shì ma? Hãy nghe từ có điều. Bú guò. Bú guò. Bú. Guò. Guò. Bú guò. Bú guò. Hãy nói nhưng. Kè shì. Nhưng tôi không có xe đạp. Kè shì wǒ měi yǒu zìxíng chē. Kè shì wǒ měi yǒu zìxíng chē. Có thể vào được không? Ở đây người nói đang ở ngay trong phòng. Có thể chi lại ma? Hay nói tối mai. Mình thiên hoàn sản. Tối mai tôi có thời gian, có điều. Mình thiên hoàn sản, wǒ yǒu shí jiān, bú guò. Mình thiên hoàn sản, wǒ yǒu shí jiān, bú guò. Hay nói được thôi. Hào ya. Chữ ya ở cuối câu là từ ngữ khí. Hào ya. Đúng vậy. Tuy ya. Tuy ya. Hãy nói đến trường mình chơi đi. Lái wǒ mēn xuě xiào wǎn bǎ. Lái wǒ mēn xuě xiào wǎn bǎ. Đi chơi. Qù wǎn. Được thôi, có điều. Hǎo yā, bú guò. Hǎo yā, bú guò. Hãy nghe từ làm sao, thế nào. Zěme. Zěme. Zěn. Zěn. Ma. Ma. Zěme. Zěme. Từ này tương tự như từ zěme, tuy là zěme, nhưng khi đọc thành zěme. Zěme cộng với động từ có nghĩa là làm việc gì đó như thế nào, làm sao để làm việc gì đó.
Học thế nào? 怎么学? 怎么学? Làm sao để học giỏi nhỉ? 怎么学好呢? 怎么学好呢? Làm sao học giỏi tiếng Trung nhỉ? 怎么学好汉语呢? 怎么学好汉语呢?